Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Nguyễn Ánh cẩn thận, cừu hận bị kéo lên người của cậu rồi. Xuất kiếm vẫn còn quá chậm, nếu như là thú nhân kiếm hào thì vừa rồi đã xuất tao 2-3 lần rồi. Con bot này khi nào mới thay đổi thuộc tính à? Thuộc tính đồ này của tôi không đợi được nữa thôi. Nguyễn Ánh cẩn thận. Nguyễn Ánh. Gần đây cậu sao vậy? Tại sao lại cứ luôn phân tâm? Cái đó La Sát, mình có một chuyện muốn xin cậu. Hừm, chuyện gì? Mình muốn học kiếm thuật với thú nhân kiếm hào. Chuyện này thì đơn giản, bất cứ lúc nào cũng được, nhưng phải đánh xong boss đã. Cảm ơn cậu. Hai người, đừng dây dưa nữa, cẩn thận. Boss biến thành nguyên tố lô rồi. Cung tên của mình là nguyên tố thổ, vừa hay khắc chế nó. Ấy, chuyện gì vậy? Sao lại không có sát thương? La Sát huynh đệ, sát thương của cậu sao lại cao như vậy? Tớ cũng không ngờ sát thương sẽ cao như vậy. Còn lổ ra bạo kích. Mau trốn phía sau tôi. Tác dụng của cái khiên này của mình ngày càng nhỏ rồi, tấn công không cao. Kéo không nổi cừu hận, nếu như có kỹ năng thiên phú như là trào phúng thì tốt hơn nhiều rồi. Cự thần hãy kinh chi lên. Mọi người cố lên, lượng máu của boss chỉ còn lại 1/3 thôi. Không hay rồi, các cậu mau nhìn xem. Không hay rồi. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Bọn họ có thể sẽ cướp boss của chúng ta. Tôi xem ai dám. Đừng lo, tôi có cách. La Sát huynh đệ, vẫn là các tiểu đệ boss của cậu có sức chấn áp hơn. Mọi người tốc chiến tốc thắng. Được. Vãi, đây là cái gì vậy? Cự thú chiến xa, đại giáo chủ, thú nhân kiếm hào. Những con quái vật và boss từ đâu ra vậy? Trông có vẻ những con boss này là được triệu hoán ra. Không thể tin được, quái vật có thể triệu hoán thì không nói làm gì, ngay cả boss cũng có thể triệu hoán. Đây cũng quá khoa trương rồi đi. Còn là những mạo hiểm giả bình thường như chúng tôi sống hay không? Ma vực hiện giờ đúng là ngày càng hỗn loạn rồi. Ôi mẹ ơi, nhiều boss như vậy, chúng ta vẫn là thực tế chút đi, cẩn thận bị quét sạch ngay tại trận. Hủy diệt đi. Hệ thống, chúc mừng bạn đã tiêu diệt nguyên tố chi chủ. Giải quyết rồi. Lổ ra thật nhiều trang bị à. Dây chuyền nguyên tố phẩm chất A, tinh thần cộng 17, đặc hiệu 0, độ bền 900/900.
Dây chuyền này không tệ, cộng lên 17 điểm tinh thần vừa hay phù hợp với cậu. Lỗi buồn cậu lấy đi. Trận này may mà có cậu. Không được không được, mình không thể lấy. Đúng đó, may mà có kỹ năng của cậu. La Sát, mình phát hiện một vấn đề rất là nghiêm trọng. Vấn đề gì? Ở đây hình như không xuất hiện cửa đá truyền tống đến tầng ma vực thứ 13. Cái gì? Hình như là vậy à, sao lại không xuất hiện cửa đá cơ chứ? Không xuất hiện cửa đá, có phải có liên quan đến sự bất thường của ma vực hay không? Không xuất hiện cửa đá? À, con bot này không phải là đánh vô ích đó chứ? Nhưng tôi đã lấy được chìa khóa rồi à. Vãi, lần này lớn chuyện rồi. Vừa rồi có một người bạn cao thủ nói với tôi, cậu ra ở tầng 19 cũng không thấy cửa đá, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Chắc chắn là có chuyện lớn sắp xảy ra rồi, ma vực chắc chắn là sẽ không đóng cửa ngay lúc này đấy chứ. Chết tiệt, vậy chúng ta sau này phải làm sao để đánh quái kiếm tiền? Tôi còn phải làm công việc để nuôi gia đình. Không có cường giả ma vực, quái vật ma khu sẽ do ai đối phó? Ngày tận thế của loài người chúng ta có phải cũng sắp đến rồi không? La Sát huynh đệ, nếu đã không có cổng truyền tống, hay là chúng ta cũng apply đi. Vạn nhất ma vực thật sự là xảy ra chuyện gì, ở đây sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ mình apply nên đi hỏi Tam Thúc xem, rốt cuộc ma vực xảy ra chuyện gì. Thúc ấy chắc chắn là biết một số chuyện. Vậy mọi người cùng nhau apply đi. Sau đó chúng ta cứ chờ đợi tin tức. Có lẽ qua vài ngày là sẽ có kết quả. Được. Lần này ma vực hoàn toàn là loạn rồi, nghe nói gì hay chưa? Ngay cả tinh linh chỉ dẫn cũng không thấy nữa. Không thể nào thông qua cô ấy để lựa chọn tầng ma vực để vào. Cái gì? Vậy không phải sẽ lộn xộn hay sao? Mấy ngày này, ngay cả sàn giao dịch cũng đóng rồi. Trương Trạch, Trương Trạch. Dậy đi, mau đến lớp A báo cáo thôi. Tiểu cô nương này là ai vậy à? Mới sáng sớm đã ở đây na hết. Trông cũng rất là xinh đó. Không phải nói 9 giờ mới lên lớp hay sao? Bây giờ mới có 8 giờ à? Nghe nói kỳ này có 5 thí sinh vào lớp A, chúng ta mau xem hai người còn lại như thế nào. Tôi còn chưa sẵn sàng. Tôi còn chưa ăn sáng. Ăn sáng cái gì nữa, mau đi thôi. Cũng là học sinh lớp A phải không? Mình tên là Lâm Tuấn Dương, đến từ Học viện Hồng Tinh thành phố Cao Viễn. Rất vui được quen biết cậu. Mình tên là Tôn Nhược Đồng. Bạn học Trương Trạch, các cậu đến rồi. Chào các cậu, mình tên là Lâm Tuấn Dương. Ồ, xin chào, mình tên Trương Trạch. Cậu cũng là học sinh lớp 3 ư? Có người đeo mắt kính là Thương Thu Vũ, luôn ở kia đọc sách. Cậu ta trầm lặng nói chuyện với cậu ta đều phớt lờ tôi. May mà các cậu đến rồi, nếu không tôi chết vì buồn mất. Đúng rồi, cậu làm sao thông qua cuộc thi phân lớp vậy? Ông thầy quỷ diệu kia không dễ đối phó. Nhờ Trương ơi, dưới sự cố gắng của tôi, ba người chúng tôi mới thông qua cuộc thi. Thầy Cổ Thiên Dương quả thực là rất mạnh. Lúc đó tôi cũng chỉ là sử dụng hết sức lực cha sinh mẹ đẻ, mới khóa được thầy ấy tại chỗ. Hại tôi bị chảy máu cằm, đầu cũng đau mất mấy ngày. Cậu nói cậu khóa thầy ấy tại chỗ là ý gì?